Doanh nghiệp bất động sản Trung Quốc Ban Su Tông từng có tên nhóm tứ đại gia giàu nhất châu Á. Tuy nhiên, chỉ trong 5 năm, ông Ban rơi vào cảnh nợ nần chồng chất. Trên đỉnh cao, tỷ phú Ban bất ngờ ngã ngựa. Giá cổ phiếu tập đoàn Golden Financial Holdings lao dốc hung phanh, khiến tài sản của ông bốc hơi nhanh chóng. Phần lớn tài sản bị đóng băng, ông Ban biến mất khỏi danh sách 500 người giàu nhất thế giới. Con nợ tỷ USD. Từng ở vị trí giàu thứ tư châu Á năm 2015, theo bảng xếp hạng Bloomberg Billionaires Index với khối tài sản 27 tỷ USD, Ban đã có một cú lao dốc hung phanh khiến tài sản của ông bốc hơi nhanh chóng. Sau khi cổ phiếu công ty Golden Financial Holdings của ông giảm mạnh và phần lớn tài sản trở thành khoản thuế chấp đi vay, ông đã bị loại khỏi bảng xếp hạng 500 người giàu nhất thế giới. Khối tài sản ban đầu của Ban không đến từ bất động sản mà đến từ kinh doanh và sau đó là sản xuất đồ điện tử, một lĩnh vực mà ông đã mạo hiểm đầu tư sau khi chuyển từ California đến Hồng Kông. Ở California, khi còn là thiếu niên, Ban dành phần lớn thời gian trốn học và đi chơi ở chuỗi nhà hàng Trung Quốc của gia đình mình. Năm 2008, Ban chuyển sang đầu tư vào bất động sản. Một vài năm sau, cơn sốt bất động sản bùng nổ dữ dội ở Hồng Kông đã tạo ra vô số vận may cho nhiều người và biến nơi đây trở thành một trong những thị trường bất động sản đắt đỏ nhất thế giới. Hiện tại, Ban cùng những nhà đầu tư khác, những người vay mượn quá sức mình trong thời kỳ bất động sản phát triển nóng để kinh doanh đã trở nên khánh kiệt do ảnh hưởng của cuộc suy thoái tồi tệ nhất trong lịch sử Hồng Kông. Đại dịch COVID-19 cùng những bất ổn dân sự là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Ban và Golden Financial đã gánh khoản nợ khoảng 38 tỷ đô la Hồng Kông, 4,9 tỷ USD từ tháng 5 năm 2017 đến tháng 9 năm 2020 cho 4 bất động sản ở Hồng Kông, theo hồ sơ và dữ liệu của sàn giao dịch chứng khoán do Bloomberg tổng hợp. Hồ sơ từ tháng trước của công ty cũng thể hiện có ít nhất 1 tỷ USD trong số nợ đó vẫn chưa được thanh toán và là của Golden. Các số liệu hiện có mới nhất cho thấy chỉ số nợ dòng EBITDA của Golden là khoảng 9 lần vào cuối năm 2018. Trong khi đó, con số này của Sun Hung Kai Properties Ltd. chỉ là 2,3 lần vào cuối năm 2019 và 2 lần đối với công ty bất động sản quy mô nhỏ HKR International Ltd. Thậm chí, khoản vay 1,1 tỷ USD hồi tháng 9 từ CK Asset Holdings Ltd. được hậu thuẫn bởi người giàu có thứ hai Hồng Kông Li Ka-shing cũng không đủ để giúp Golden Financial. Theo thông tin của DebtCrunch hồi tháng 8, khoản vay này dành cho một chi nhánh của Golden, đơn vị sở hữu tòa tháp văn phòng Golden Financial Global Center để chi trả khoản nợ 3,8 tỷ đô la Hồng Kông của công ty mẹ trung gian. Con đường từ đỉnh cao giàu có đến ngập trong nợ nần. Ban chuyển từ sản xuất thiết bị điện tử tiêu dùng như điện thoại di động và máy nghe nhạc MP3 sang bất động sản vào năm 2008 khi ông đổi tên công ty điện tử Golden Properties Holdings Ltd. và mua một công ty niêm yết đặt tên là Golden Financial. Golden Properties đã bị hủy niêm yết vào năm 2017 và Ban sở hữu cổ phần kiểm soát trong cả hai công ty. Sự sụp đổ của Golden Financial có thể bắt nguồn từ chiến lược chia tách quyền sở hữu tài sản giữa công ty và lợi ích cá nhân của Ban. Từ năm 2011 đến năm 2020, Ban và Golden Financial đã mua một trung tâm thương mại và hai bất động sản dân cư. Golden Financial nắm giữ 60% cổ phần sở hữu, trong khi Ban cuối cùng nắm giữ 40% cổ phần tư nhân, một cơ cấu sở hữu tương tự đối với phần lớn cổ phần ở lô đất thứ 3 của công ty. Nhưng bắt đầu từ năm 2018, Ban muốn có toàn quyền sở hữu một trong những bất động sản dân cư và một phần lớn cổ phần trong một bất động sản khác nằm trong khu phố Hồ Mận Tín danh tiếng Kowloon và mang lại tiềm năng sinh lời tốt. Đổi lại, ông bán cổ phần của mình trong hai tài sản còn lại cho công ty, bao gồm 40% cổ phần tại Golden Financial Global Central, tòa tháp văn phòng hàng đầu của công ty và một khu đất đắt tiền gần sân bay khai thác. Vì vậy, Ban trở thành người bảo lãnh duy nhất cho khoản vay 7,19 tỷ đô la Hồng Kông cho một trong những dự án phát triển khu dân cư. Ít nhất 4 ngân hàng liên quan đến khoản vay đã không đồng ý với các điều khoản của thỏa thuận. Điều này khiến cho Golden Financial khó đáp ứng được các hạn mức tín dụng tiếp theo. Dự án khai thác sau đó đã thất bại. Vào cuối năm 2019, Golden Financial không thể có được tài chính bằng việc đi vay ở ngân hàng để đầu tư vào việc phát triển khu đất. Công ty sau đó đã bán lô đất với giá khoảng 3,5 tỷ đô la Hồng Kông, thấp hơn một nửa so với số tiền họ đã bỏ ra để mua khu đất này vào năm 2018. Trong khi đó, tòa nhà chọc trời của Golden trở thành tài sản trọng yếu mà các chủ nợ của Ban nhắm vào sau khi Golden Financial không thanh toán kịp các khoản nợ của mình. Vào hồi tháng 7, các chủ nợ của khoản vay 3,8 tỷ đô la Hồng Kông yêu cầu Ban hoàn trả ngay lập tức món nợ này, trong khi những người nắm giữ trái phiếu cao cấp trị giá 6,8 tỷ đô la Hồng Kông đe dọa sẽ tiếp quản tòa nhà văn phòng vốn đã được sử dụng để đem đi thế chấp. Sau đó, những chủ nợ trái phiếu nộp đơn lên tòa án tối cao Hồng Kông và đã được phê duyệt để nắm quyền kiểm soát tòa nhà 27 tầng. Đến tháng 9 năm 2020, họ được cấp quyền sở hữu tòa nhà. Kể từ đó, hai bên đã ký thỏa thuận bán tòa nhà sau nhiều tháng đấu thầu. Theo một thông tin được đưa ra hôm 10 tháng 1, Golden cho biết việc bán tòa nhà đủ để công ty thanh toán hết các khoản vay và trả cả trái phiếu. Hội đồng quản trị công ty cũng tin tưởng sau khi thương vụ mua bán hoàn tất, các thủ tục pháp lý liên quan đến trái phiếu và khoản vay sẽ được giải quyết trong hòa bình.
Việc mua bán sẽ đặt Golden Financial vào tình huống trái ngang khi chuyển từ vị thế chủ nhà sang người thuê nhà, trong khi trước đó tòa nhà này là trụ sở chính của công ty.